hậu trì. Thiên cổ quyết trần. Tập 29. Thanh Mục, Quỳnh nghĩ trên đời này có chân thần thật không? Có những lúc ta thật sự muốn hỏi họ. 6 vạn năm nay ta không làm chuyện gì xấu, nhưng những người bên cạnh ta đều rời đi cả rồi. Tu vi của ta cũng thấp kém, đến cả việc cứu Quỳnh cũng phải chịu vào lông đan người khác cho. Muội đã tốt lắm rồi, Quỳnh không cần an ủi ta. Nếu ta có thể thành thần thì tốt rồi, có thể cai quản một vùng, còn có tu vi phi thường, đến lúc đó có lẽ sẽ không còn nhiều chuyện phiền muộn nữa. Hậu trì, con người không thể lúc nào cũng ngước mặt trông mong. Hai ta ngưỡng mộ chân thần, nó không chừng người phàm còn ngưỡng mộ chúng ta đấy. Còn nữa, bây giờ muội đã hấp thụ được linh khí của Điện Triều Thánh, về sau càng có nhiều hy vọng thành thần hơn. Tương lai danh hiệu của thượng thần Hậu Trì sẽ thật sự truyền khắp tam giới. Ta còn đang mong mùi hống hách khắp thiên giới đấy. Lời này là thật sao? Tất nhiên rồi. Nhưng còn rất lâu mới đến ngày ta lên làm thượng thần được. Ta muốn hống hách thể hiện uy phong ở tam giới luôn bây giờ cơ. Được chứ? Đợi qua tòa yến của thiên hậu, ta sẽ đưa mùi đi chiêu du khắp tam giới, để tam giới được chiêm ngưỡng phong thái của thượng thần Hậu Trì. Ngày mai ta sẽ cho chúng tiên ở thiên cung thấy được phong thái của bản thân. Mùi muốn tới tòa yến của thiên hậu sao? Sao vậy? Quỳnh không muốn ta đi sao? Chẳng lẽ lại có chuyện gì giấu ta sao? Sao có thể chứ? Muội muốn đi thì ta đi cùng muội là được. Quỳnh yên tâm, đợi giải quyết xong chuyện này thì chúng ta sẽ về cung Thanh Trì. Phụ thần và Bách Huyền yêu thương ta như vậy, họ nhất định sẽ không trách ta đâu. Hậu Trì, muội muốn làm gì? Đừng làm chuyện gì ngốc nghếch vì ta. Ta không ngốc đâu. Quỳnh tin ta đi. Công chúa Điện Hạ còn chưa khỏi hẳn, vẫn nên uống ít thôi. Chuyện của bản công chúa mà đến được các ngươi chỉ bảo sao? Sao lại để công chúa uống nhiều như vậy? Công chúa, không sao chứ? Không cần ngươi lo. Công chúa Điện Hạ, bao bẩm báo thiên hậu thiên quân, công chúa bị ngất rồi. Dạ. Thiên hậu đã biết, chuyện này không phải lỗi của các ngươi, lui xuống đi. Tạ ơn thiên hậu. Thiên hậu yên tâm, vừa rồi thuộc hạ chỉ dùng một chút linh lực, công chúa sẽ không sao đâu. Chỉ là thuộc hạ không hiểu, ngươi làm vậy là có ý gì?
tham kiến thiên đế. Mẫu thần, rốt cuộc đã xảy ra. Chiều Nhi mất đi Long Đan, tiên lực bị phân tán quá nhanh, sợ rằng không thể gắng gượng được nữa. Mẫu thần, Nhi thần bằng lòng đổ chút linh lực cho Chiêu Nhi. Giữ mỗi linh lực thì có ích gì? Không có Long Đan, sợ rằng lần này Chiêu Nhi lành ít dữ nhiều rồi. Các con ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với mẫu thần con. Dạ. A Khoáng, ta suy nghĩ mấy ngày cũng nghĩ ra được một cách. Nếu ta đổ Long Đan cho Chiêu Nhi, có lẽ có thể giải quyết kiếp nạn trước mắt. Sao có thể làm vậy? Người phàm có câu, con cái là nợ kiếp trước của cha mẹ. Bây giờ nó đã thành ra như vậy là do ta dạy dỗ nó không tốt. Bộ quan, chàng là thiên đế. Nếu chàng mất đi Long Đan, bên ngoài có yêu tộc trình rập, bên trong chúng tiên như trắng mất đầu, thì thiên cung làm thế nào? Tiên giới làm thế nào? Để nào chàng đã quên năm đó thần tôn Chiếp Dương giao phó những gì rồi sao? Ta và chàng thành thân đã nhiều năm, sau khi sinh Dương Nhi và Giảng Nhi, phải khó khăn lắm mới có được Chiêu Nhi. Chàng còn nhớ không? Tất nhiên ta còn nhớ. Lúc đó là lần đầu ta dẫn quân chiến đấu với yêu giới. Chiêu Nhi vẫn còn là một cái thai trong bụng, cơ thể kim long khó để hình thành. Là nàng ngày nào cũng dùng linh lực để nuôi dưỡng, mới giữ được để sinh nó ra an toàn. Chiêu Nhi làm việc bốc đồng, nên phải nhận lấy quả đắng. Tuy đây là việc mà nó tự làm ra, nhưng bây giờ Chiêu Nhi đang gặp nguy hiểm, mẫu tử liền tâm. Sao ta có thể nhìn nó ngày càng suy yếu chứ? A Khoáng, nàng làm vậy. Ta đã hỏi Thượng Quân Đông Hoa, hắn nói ngoài cách để Thanh Mục lên đài Thanh Long, giữ 49 đạo thiên lôi thì không còn cách khác. Nhưng nếu làm như vậy thì Thanh Mục trên vai chàng gánh vác cả chúng sinh, làm việc công bằng, chưa từng thiên vị Dương Nhi và Cảnh Nhi. Tất cả những gì chàng làm ta đều hiểu. Nếu chàng không muốn làm người xấu thì không sao, cứ để ta. Mai là thọ yến của Phu Hoáng, phu thê với nhau, ta không có yêu cầu gì khác. Đại ca, đại ca, ta không có huynh đệ như đệ. Đại ca, đệ cũng rất thương Chiêu Nhi, nhưng sự việc đã đến nước này, cho dù giết Thanh Mục cũng chẳng cứu vãn được gì, càng huống hồ chuyện này không phải huynh ấy cố ý. Huynh cần gì phải ép người quá đáng như vậy? Bởi vì Chiêu Nhi là muội muội của ta, giúp muội ấy đối với ta chính là lẽ phải. Ta lại muốn hỏi đệ đây, ngày đó đệ nói với mẫu thần, Phượng Nhiễm là người trong lòng của đệ, chuyện này là thật sao? Đúng vậy, năm đó ở Đầm Uyên Lĩnh, nếu không phải Tử Viên cố giúp thì ta đã chết trong tay của ta từ lâu rồi. Còn đệ thì lại nhất quyết thích cô ta. Cảnh Giảng, rốt cuộc đệ đang nghĩ gì vậy? Nếu đệ thật sự coi ta là đại ca, coi Chiêu Nhi là muội muội, thì đệ nên cắt đứt quan hệ với bọn họ đi. Nếu không thì đừng gọi ta là đại ca, ta không có người để đệ như thế.
Không ngờ Hậu Trì là không mang đến tính mạng của mình xông vào điện triều thánh, mà vẫn chậm hơn Cảnh Chiêu một bước. Ngày đó nghe nói mẫu hậu tới điện triều thánh, ta thật sự không yên tâm, nên mới giao Thanh Mục cho Chiêu Nhi chăm sóc. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ta vừa thương Chiêu Nhi, lại cũng không muốn Thanh Mục rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Người thương muội muội, ta cũng thương Hậu Trì. Ta biết hậu quả của việc hồn bay phách tán, nhưng thủ đoạn của Cảnh Chiêu đúng là vô liêm sĩ. Bây giờ lông đan này Thanh Mục trả cũng không được, mà giữ cũng chẳng xong. Trên đời này chỉ có tình cảm là không thể cưỡng cầu, sao Cảnh Chiêu lại không hiểu? Bỏ đi, chuyện này cũng chẳng trách người được. Ta chỉ là thấy Hậu Trì và Thanh Mục khổ sở thế này, ta hận bản thân mình không làm gì được. Thượng quân Vương Nhiễm, nhân gian có câu tục ngữ là thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Chuyện này có lẽ vẫn có thể thay đổi được. Mong là vậy. Vì điện hạ có tâm sự gì sao? Sao lại nói vậy? Lúc tâm trạng của người vui vẻ thì sẽ gọi ta là Phượng Nhiễm, lúc tâm trạng không vui thì gọi ta là Thượng Quân. Điều này thì giống hệt ta, trong lòng có chuyện là không che giấu được. Không ngờ Thượng Quân Phượng Nhiễm lại quan sát đại hạ tỉ mỉ như vậy. Đó là vì người từng cứu mạng ta thôi. Có qua có lại, có qua có lại. Phượng Nhiễm là người trong lòng của Nhi Thần. Hôm nay Nhi Thần không dám nhượng bộ, cũng không thể nhượng bộ. Giữa ta và cô ta có huyết hải thâm thù, mà đệ vẫn nhất quyết thích cô ta. Nhìn người lúc cười lên thế này không giống cái mặt gỗ đâu, đẹp lắm, cười như vào. Cảm ơn nhé. Cảm ơn gì chứ, hai chúng ta là bạn tốt, bạn tốt. Nào uống. Ngươi tỉnh rồi. Cô nương, là cô cứu ta sao? Ngoài ta ra thì còn ai nữa? Ngươi tên là gì? Dám một mình xông vào Đầm Uyên Lĩnh, ngươi chán sống rồi à? Ta thấy ngươi cũng không giống như phạm phải tội lớn gì. Sao vậy? Ngươi cũng bị người nhà vứt bỏ ở đây sao? Ta... Thôi vậy, không muốn nói thì đừng nói. Dù sao cũng vào chỗ quỷ quái này rồi. Ta thấy ngươi phải học được cách bảo vệ mình mới được. Cô nương, không cần lo cho ta, cô về nhà đi. Ta không sao đâu. Bây giờ ngươi không sao là vì có bản cô nương đây bảo vệ. Một khi ta đi rồi, nhìn phía sau ngươi đi, xem ngươi bị dọa kìa. Tên nhóc như ngươi cũng chẳng đủ để cho chúng nhét kẻ răng. Ngươi còn cười, đợi lát nữa yêu thú có linh lực cao thâm trong đầm này tới,
thì ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Cô nương, không cần lo cho ta. Khu rừng này nguy hiểm lắm, cô vẫn nên về nhà đi. Nhà sao? Đây chính là nhà của ta. Bỏ đi bỏ đi, ta vẫn nên dẫn ngươi về động để ẩn náu thì hơn. Đi thôi. Nếu bị ông biết ta cứu một tên tiên tộc thì nhất định sẽ mắng chết ta. Đây rồi, ông gọi ta. Đây là gì vậy? Đây là Long Phượng. Lần nào ông tìm ta cũng dùng nó để truyền tin. Ta về trước đây. Cô nương. Ta có việc gấp, ta về trước đây. Ngươi cẩn thận đấy nhé. Cô nương, Long Phượng của... Phượng Nhiễm. Đến khi nào cô mới biết ta chính là thiếu niên mà năm đó cô cứu đây? Nghe nói chưa, vị ở cung Thanh Trì cũng đến Thọ Yến lần này đấy. Lần trước ở Thọ Yến của Thượng quân Đông Hoa đã làm náo loạn như vậy, không biết lần này lại xảy ra chuyện gì nữa. Mấy vạn năm rồi, có lần nào náo nhiệt như lần này đâu. Xem ra Thiên Cung rất coi trọng Thọ Yến lần này. Sao vậy? Không thích sao? Phượng Nhiễm chuẩn bị cho muội nhiều lễ phục như vậy, sao muội cứ nhất quyết chọn bộ này? Từ sau khi hấp thụ thần lực ở Điện Triều Thánh, ta lại càng thích những thứ có liên quan đến thần giới hơn. Phượng Nhiễm nói lễ phục này là mẫu được lưu truyền lại từ thời thượng cổ. Ta nhìn thấy thích quá nên đã mặc nó. Khéo thật đấy, hai chúng ta đúng là tâm ý tương thông. Muội nhìn bộ này của ta đi, đứng cùng muội đúng là một đôi trời sinh. Lắm chuyện. Hình như còn thiếu chút gì đó. Thiếu gì? Đây là lần đầu ta thấy mẫu trăm cài tóc này, rất giống đồ ở thần giới. Đúng là vô cùng hợp với bộ lễ phục này của muội. Quên đặc biệt chuẩn bị sao? Nào. Thế nào? Vừa ý muội chứ? Bình thường Quân rất thích nịnh bợ, không phải nấu cơm thì cũng tặng hoa. Hôm nay làm vậy là sao? Ta có tiến bộ như vậy, chẳng phải muốn nên khen ta sao? Cái trăm này là Quân tự làm sao? Đúng vậy. Chỉ là ta không biết vì sao lại đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn làm cho muội một cây trăm thôi. Ngày thường cũng không thấy Quân trao chuốt cho mình, cũng chẳng hiểu mấy về sở thích của nữ quân. Nhưng Quân lại khắc được cây trăm tinh xảo thế này, còn tinh tế hơn bao nhiêu nữ quân dịu dàng đấy. Vì sao lại vậy? Hình như lời khen của muội có gì không đúng lắm. Lời này là có ý gì? Không có ý gì cả. Quỳnh học được cách làm trăm tóc, ta vui còn không kịp đây này. Đi thôi, đi. Cung chúc thọ thần của Thiên Hậu. Chúc Thiên Hậu thọ ngang đất trời, hưởng phúc vĩnh hằng. Chúng khanh bình thân, hôm nay là thọ yến của Thiên Hậu, chúng khanh gặp mặt, không cần quan tâm đến quy tắc, cứ ăn uống thỏa thích. Thượng thần Hậu Trì, Thượng quân Thanh Mục ở Bắc Hải, tới chúc thọ. Thanh Mục Hậu Trì, cung chúc thọ thần của Thiên Hậu. Chúng tiên có điều không biết,
Thượng quân Thanh Mục ở Bắc Hải và công chúa Cảnh Chiêu ở Thiên Cung tâm đầu ý hợp. Nên Cảnh Chiêu đã tặng long đan của mình cho hắn, ta và Thiên Đế thấy vậy, nên mới hạ chỉ ban hôn. Không ngờ mới qua mấy ngày mà đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thanh Mục, ngươi đã cố chấp muốn thoái hôn, thì nên trả lại long đan cho Cảnh Chiêu mới phải. Mấy lời đổi trắng tay đen của Thiên Hậu đúng là nực cười thật đấy. Hậu Trì, đừng tưởng rằng cô có danh thượng thần là có thể phạm tội bất kính trước mặt chúng tiên. Ở đây là Thiên Cung, chứ không phải cung thanh triều của cô. Ta thấy Thiên Đế Thiên Hậu bảo vệ con gái của mình hết mực, cũng lao tâm khổ tứ, nên ta không nói ra sự thật nữa, cũng tránh làm mất thể diện của Thiên Đế. Cung thanh trì ta từ trước tới nay có ơn tất báo, có nợ ắt trả. Thật ra Thiên Hậu không nhắc tới thì ta cũng sẽ trả nợ ân tình này. Vậy sao? Vậy cô nói xem, cô sẽ trả thế nào? Phụ thần cổ quân của ta là Giao Long, tất nhiên ta cũng vậy. Cảnh Chiêu thiếu một viên long đan thì ta trả cô ta một viên là được. Hậu Trì, muội nói linh tinh gì vậy? Không có long đan thì sau này muội tu luyện thế nào? Sau này cô huynh bảo vệ ta, ta có tu luyện hay không cũng chẳng sao. Đợi xong chuyện này thì chúng ta sẽ về cung thanh trì. Phụ thần và Bách Huyền yêu thương ta như vậy, chắc chắn sẽ không tách ta đâu. Hậu Trì, muội muốn làm gì? Đừng làm chuyện ngốc nghếch vì ta. Ta không ngốc đâu. Thì ra muội đã suy tính từ lâu rồi. Chúng thần đều biết tầm quan trọng của long đan. Cô nghĩ kỹ chưa? Bản quân bằng lòng dùng một viên long đan và linh căn của mình để chấm dứt mọi chuyện. Không được. Đã là tiên nữ thì nên coi nhau như một. Sau này bất kể gặp chuyện gì, chúng ta đều cùng đối mặt. Hậu Trì. Long đan của ta đâu? Quả nhiên cô ta không phải con gái của cổ quân. Hậu Trì, rốt cuộc cô là ai? Thiên quân, chúng tiên quân. Cổ quân là người thuộc tộc Giao Long, bản quân là người thuộc Phượng tộc. Nếu cô ta là Hậu Trì, con của chúng ta, thì sao lại không có viên nội đan nào chứ? Theo bản quân thì kẻ dưới kia chắc chắn là kẻ lừa đảo, giả mạo thượng thần gây họa cho Thiên Cung. Mẫu thần, nếu đã vậy, chỉ bằng đợi thượng thần của quân tới điều tra rõ ràng rồi định đoạt sau. Giản nhiên, con được hồ đồ. Trong cơ thể của cô ta không hề có lòng đan, còn có gì cần điều tra nữa? Nếu hôm nay bản quân không cho chúng thần một lời giải thích, thì sau này kẻ nào cũng dám giả danh thượng thần. Thanh Mục, người dám hỗn sự ở Thiên Cung, không bằng chứng mà muốn vu oan giáo họa. Bản quân tin quấy là thượng thần thì quấy chính là thượng thần, người khác có nói gì cũng vô dụng. Đủ rồi, thọ yến của Thiên Cung chúng tiên tới chúc mừng, đừng gây chuyện nữa. Bây giờ hai người các ngươi có thể về cung thanh trì rồi. Bộ quan, bản điện hạ đã nói đủ rồi. Tạ ơn Thiên Đế, nhưng bây giờ Thanh Mục vẫn chưa muốn rời đi. Chuyện hôm nay là do ta mà ra, nhưng lại khiến Hậu Trì chịu sỉ nhục như vậy. Nếu chúng ta cứ vậy mà rời đi, thì e rằng sau này ai cũng có thể nghi ngờ thân phận của cô ấy. Vậy ngươi muốn thế nào? Thượng thần Hậu Trì nói không sai, nợ Thiên Cung long đan thì trả lại là được. Có Thiên Đế ở đây, có chúng tiên ở đây, xin hãy cho phép tại hạ lên đài Thanh Long nhận 49 đạo thiên lôi để trả lại long đan nguyên vẹn cho Cảnh Chiêu. Thanh Mục, Hậu Trì, tin ta, đây không phải chuyện có tin huynh hay không. Bị thiên lôi dày vò sẽ khiến huynh mất mạng đấy. Ta không muốn nợ ân tình người khác. Ta chỉ muốn được bình yên ở cạnh muội mãi mãi. Nếu ở bên huynh sẽ khiến huynh mất mạng, phải thà rằng ta không ở bên huynh còn hơn. Hậu Trì, ta không dễ chết như vậy đâu. Yên tâm, hãy tin ta. Thần Tôn, tìm ta có gì sai bảo? Hậu Trì vào Thiên Cung lâu như vậy rồi mà không có tin gì, bản tôn không yên tâm được.
ngươi lập tức triệu tập binh lính tới ranh giới của hai giới tiên yêu. Hai chúng ta sẽ tới tiên cung. Nếu phát hiện có chuyện không ổn thì lập tức tấn công vào tiên giới. Thần Tôn, người đừng kích động như vậy. Bây giờ chúng ta chưa chuẩn bị kỹ càng. Nếu tùy tiện tấn công Vu Hoán, nhỡ hậu triều có chuyện gì thì những gì ta xây dựng hàng vạn năm nay còn có ý nghĩa gì nữa? Lần này ta tuyệt đối không để hậu triều xảy ra chuyện. Thanh Mục, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Chỉ vài đạo cửu thiên huyền lôi cũng có thể khiến ngươi bị trọng thương. Nếu là 49 đạo thì chỉ sợ xương cốt ngươi sẽ tan thành tro bụi. Không sao cả. Hậu Tri, Hậu Tri, Hậu Tri, cô muốn làm gì? Đây là... lại dẫn dụ thiên lôi. Là... là... Hậu Tri, mới 7 đạo thiên lôi mà đã bị thương đến mức độ này, xem ra thiếu niên kiệt xuất như Thượng Quân Bắc Hải cũng phải bỏ mạng trên đài thiên long này rồi. Hậu Tri, cô thật sự muốn chết cùng hắn sao? Xin Thiên Hậu yên tâm, cho dù hôm nay Hậu Tri cô chết ở đây cũng cam tâm tình nguyện. Không biết tự lượng sức mình. Thanh Mục, Chiêu Nhi, Thanh Mục, Quỳnh mau ra đây đi, ta không muốn gả cho Quỳnh nữa.
Ta cũng không muốn Quynh ở lại thiên cung nữa. Quynh mau ra đây đi. Lấy lòng Đan ra thì Quynh sẽ chết đó. Chiêu Nhi, đại ca, đại ca đừng gãn muội, muội phải đi cứu Quynh ấy, muộn quá rồi. Đã gọi thiên lôi ra rồi, trừ phi tất cả 49 đạo thiên lôi đánh xuống, nếu không thì kết giới này sẽ không biến mất đâu. Chiêu Nhi, bộ dạng này của con còn ra thể thống gì nữa? Chiêu Nhi, Thanh Mục, Hậu Trì, đều tại cô. Nếu không phải cô thì sao Quynh ấy phải hy sinh tính mạng chứ? Nếu không phải cô thì sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Hậu Trì, nào, Cảnh Chiêu, ta rất cảm kích vì cô đã lấy Long Đan để cứu Thanh Mục. Nhưng Thanh Mục là người sống, không phải con rối của cô. Quynh ấy có quyền tự lựa chọn. Hơn nữa, ta cũng bằng lòng cùng sống chết với Quynh ấy. Công chúa Cảnh Chiêu, đa tạ tình cảm sâu đậm mà cô dành cho Thanh Mục. Nhưng mà lòng Thanh Mục chỉ yêu một mình Hậu Trì. Thanh Mục không thể tiếp nhận tâm ý của công chúa. Đợi sau khi Thanh Mục trả lại Long Đan, cũng xin công chúa buông tha cho Thanh Mục. Thần Tôn, nếu tiểu điện hạ không chịu được thiên lôi, năm đó là như vậy, đến giờ cũng vẫn như vậy. Thượng cổ, Quynh ấy thật sự đáng để muội hy sinh tất cả sao? Đến khi nào muội mới nhìn thấy ta? Hậu Trì, Hậu Trì, còn một đạo thiên lôi cuối cùng thôi, muội có hối hận vì cùng ta làm vậy không? Đời này có Quynh bên cạnh, không hối hận. Thân quân Hậu Trì, tại hạ chạy tới chỉ vì muốn hỏi một câu. Ngàn năm nay ta ở Bắc Hải một mình, chưa từng gặp người bao giờ, nhưng sao lúc gặp người lại có cảm giác như đã từng quen? Tên háo sắc, số cuộc cứ có thôi đi không?
Ta không thể nhìn người bị kẻ khác dèm pha, ta không thể nhìn kẻ khác bắt nạt người, sỉ nhục người, cả không thể nhìn dáng vẻ rõ ràng trong lòng đất tủi thân nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra của người. Người nói xem, người là nữ tử mà lại ở bên ngoài uống nhiều rượu như vậy, lỡ bị bại lộ thân phận thì làm sao? Sau này nếu người muốn uống rượu thì phải uống lúc có mặt ta. Có một câu ta đã để trong lòng rất lâu rồi, sau này năm nào ta cũng nấu mì trường thọ cho muội. Hơn nữa không chỉ ngày hôm nay, chỉ cần sau này muội muốn ăn thì ta sẽ nấu cho muội. Hậu Trì, ta thích muội. Có thể phụ thân muội sẽ rời đi, có thể tất cả mọi người sẽ rời đi, nhưng ta thì không. Nhưng từ lần đầu tiên ta gặp muội ở núi Liêu Vọng, ta đã biết muội là người mà ta luôn tìm kiếm, giống như biển và trời dựa sát vào nhau, bên cạnh nhau suốt cả cuộc đời. Để vượt qua được đạo thiên lôi này thì chúng ta vẫn sẽ về cung Thanh Trì, ngắm cảnh xuân sang ở cung Thanh Trì, xem hoa nở quanh núi. Thanh Mục, Thanh Mục, đừng đi, đến đây đi. Bản quân muốn sống thì có trời cũng chẳng lấy được bạn ta. Thanh Mục, huynh muốn làm gì? Thanh Mục, tình cảm ta dành cho huynh sâu nặng như vậy mà huynh lại tuyệt tình đến thế. Thanh Mục, Thanh Mục, Thanh Mục, huynh đã hứa với ta sẽ sống tiếp mà. Quỳnh chưa từng thất hứa, ta không tin Quỳnh sẽ chết như vậy đâu. Không thể nào. Thần Tôn, Thanh Mục, ngài ấy cứ đợi đã. Mấy đạo thiên lôi mà đã đánh chết được thì sao còn là Quỳnh ấy? Thanh Mục, ta đã nói cho dù xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ ở cạnh Quỳnh. Linh mạch của Thượng Quân Bắc Hải đã không còn, cho dù Thượng Thần Hậu Thiền đổ hết thần lực của ngài ấy thì cũng không thể cứu vãn. Người chết không thể sống lại, sao quấy phải khổ vậy chứ? Nếu mất hết thần lực thì e là Thượng Thần Hậu Thiền sẽ hồn bay phách tán mất. Suy cho cùng cũng là chữ tình làm khổ, cuối làm như vậy đúng là tự tìm đường chết. Thành Mục, những chuyện cô có thể làm cho quân ấy ta cũng làm được mà. Hậu Trì, bệ hạ, cậu xin người cứu lấy Hậu Trì đi. Xem như để bạn Thượng Thần Cổ Quân, cậu tiếp tục như vậy thì quấy sẽ bị hồn bay phách tán mất. Phụ thần, xin người hãy cứu Thanh Mục. Thiên lôi đã đánh hết rồi, mà kết giới này, Thần Tôn, thần lực của Tiểu Điện Hạ đã cạn kiệt rồi. Thanh Mục, huynh sống thì ta sống, huynh chết thì ta chết. Lần này, cho dù là sống hay chết thì ta cũng ở cạnh huynh. Thank you.
Hắn vẫn còn sống. Không thể nào. Sức mạnh của thiên lôi vừa rồi đã hủy đi linh mạch của hắn. Không thể như vậy được. Đợi ta. Đến đây đi. Bản quân muốn sống thì có trời cũng không lấy mạng ta. Ai nói làm trái ý trời thì không thể sống? Hôm nay bản quân sẽ cho chúng thần tam giới thấy, ta nhất định sẽ thắng trời. Yeah.